Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đạt tới cảnh giới bất động tâm. Người học Phật Pháp phải biết Phật Pháp, phải tu trì Phật Pháp, cũng có thể nói là ăn bằng Phật Pháp, mặc áo Phật Pháp, ngủ trong Phật Pháp, đi đứng nằm ngồi thầy đều trong Phật Pháp. Người biết Phật Pháp luôn luôn vị tha để lợi ích của mọi người ở phía trước, tuyệt đối không nghĩ cho quyền lợi của mình, nói tóm lại phải đả phá bệnh chấp ngã. Chỉ biết người không biết mình, tới được trình độ ấy mới gọi là người biết Phật Pháp. Người tu trì Phật Pháp thì bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ động tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu công phu tu hành tới mức thì ắt có đạo lực, và từ đó biết phân định cảnh giới nào là chân thực, cảnh giới nào là hư dối. Chẳng kể trước mắt là cảnh giới nào, chân thực cũng tốt, hư dối cũng tốt. Chúng ta thấy trong nhà thiền thường có câu nói, Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Ý nghĩa là không chấp trước bất cứ thứ gì. Không chấp trước là giải thoát là tự tại. Học Phật là cầu giải thoát, cầu tự tại, tức là không còn bị ngũ dục trói buộc, vậy mới ra khỏi được tam giới, đến được cõi tịnh độ thường tịch quang, gần gũi chư Phật và các vị Bồ Tát. Thế nào là cảnh giới thực? Khi nào trong tâm không khởi lên động niệm thì mọi cảnh giới trước mắt đều là chân thực. Một khi tâm ngu si vọng động, tâm tưởng thấy cái này cái kia, thì cảnh giới lúc ấy phần nhiều là hư dối. Cảnh giới của đại viên kính trí là thực, nhưng cảnh giới hiện lên trong tâm thức phân biệt là giả, cho nên có câu rằng, có tâm tức thị vọng tưởng, vô tâm tức thị cảm ứng. Ai học Phật Pháp phải cố ghi nhớ, tất cả mọi cảnh giới đến với chúng ta, ta phải có con mắt trạch Pháp, tức là biết chọn lựa Pháp. Ta nhận thức cảnh giới mà không chấp vào nó, bất luận đó là thực hay giả, ta đều không chấp trước. Nếu chấp thì cảnh giới chân cũng thành ra giả, nếu chẳng chấp thì giả sẽ biến thành chân. Nghĩa lý như thế nào? Lấy nước và băng chẳng hạn. Băng vốn từ nước, nhưng nước chẳng phải băng. Tính chất vật lý của nước là như thế, ai cũng biết. Như trong câu, phiền não tức bồ đề chẳng phải phiền não. Thì phiền não có thể dụ cho băng, bồ đề là nước, còn vô minh là độ lạnh. Vì vô minh nước kết băng, không vô minh băng hóa ra nước. Khi là băng thì ở trong tam giới, chịu vòng sinh tử. Khi là nước thì ra khỏi tam giới, chẳng sanh tử. Xin quý vị chú ý, quý vị phải dụng công ngay chỗ này. Lục Tổ đã từng nói, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay lúc đó, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghĩa lý như vậy đó, nếu như chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tức là không có niệm nào, vô niệm, vô trụ, nhất thiết không, chẳng có cái gì hết, tới lúc đó sẽ thấy được bản lai diện mục của mình, tức gốc gác của mình vậy. Ha ha ha, 问什么的说。